nghĩ năm sau ban tổ chức phải có một hạng mục là đôi trao giải đẹp nhất. Để dạ, đẹp hai, nhất và thời trang nhất lên. Để cho hai đứa mình có hy vọng đúng không? Bây giờ em sẽ là người đọc tên của nam diễn viên, tôi sẽ đọc anh. Sau đây Phương Nga xin đọc giải thưởng nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất. Đề cử nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được chúc mừng diễn viên Lãnh Thanh ạ. Diễn viên Lãnh Thanh trong phim Chị Em, còn diễn viên nữ do khán giả bình chọn cũng thuộc về phim Chị Em. Nữ diễn viên Kim Phu. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nhất do khán giả bình chọn nam diễn viên Lãnh Thanh và nữ diễn viên Chi Phu. Chia sẻ cảm xúc của mình vào giờ phút này ạ. Lời đầu tiên thì cho Lãnh Thanh xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khách quý đang có mặt tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 năm 2020. Cảm xúc bây giờ của em đầu tiên là cũng phải rất nặng, cầm chịu tay luôn. Có lẽ là một lời cảm ơn thì không đủ để dành tới cho tất cả mọi người, nhưng mà em cũng xin được gửi lời cảm ơn đầu tiên tới ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi về điện ảnh, về phim rất là hay để cho anh em nghệ sĩ trẻ như Lãnh Thanh và Chi Phu có cơ hội được đồng hành cũng như là tỏa sáng. Tiếp đến là xin được gửi lời cảm ơn đến rất là nhiều những khán giả, mọi người đã bình chọn cho cả Thanh Lữ Chi để ngày hôm nay cả hai người cùng được vinh danh tại lễ trao giải này với bộ phim Chị Em. Và cuối cùng là xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ekip Chị Em, bởi vì có rất phải có mọi người thì cả Thanh và Chi mới có cơ hội ngày hôm nay được đứng đây để được nhận chiếc cúp danh giá này. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và lời đầu tiên cho Chi Phu xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khách quý đang theo dõi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2020 ạ. Có lẽ là một bông hoa sẽ không thể nào nở nếu như thiếu đi ánh nắng, và chắc chắn là con người thì sẽ không thể nào sống thiếu tình yêu được. Và chiếc cúp này chính là minh chứng cho tất cả tình yêu của khán giả yêu quý, tất cả tình yêu của Sunny, FC của Chi Phu đã ngày đêm bình chọn cho Chi để có thể chạm tay vào chiếc cúp danh giá này. Và một lời cảm ơn đặc biệt nữa dành cho ekip bộ phim Chị Em, đặc biệt là đạo diễn Cathy Huyên đã luôn là một người thầy rất là tâm huyết, dạy dỗ từng ngày cho Chi, anh Lãnh Thanh cũng như là chị Thanh Hằng. Và lời cảm ơn đặc biệt dành cho diễn viên của chúng ta là Lãnh Thanh, chị Thanh Hằng đã luôn cùng với Chi hợp tác để có thể có được những trải nghiệm làm phim một cách xuất sắc và tuyệt vời nhất. Và một lời cảm ơn nữa dành cho ekip, các thành viên trong công ty GOM Entertainment của Chi Phu đã luôn hỗ trợ để Chi có thể hoàn thành cái vai diễn này một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn ban tổ chức ạ. Xin được chúc mừng hai bạn một lần nữa và xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Hoàng cùng với Á hậu Bụt Phương Nga. Chúng ta sẽ nán lại sân khấu để mình cùng đến với giải thưởng tiếp theo. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng gương mặt điện ảnh triển vọng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Đây là sự ghi nhận dành cho các nhân tố mới và đã có những nỗ lực để tỏa sáng trong một năm qua. Sau đây sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử gương mặt triển vọng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Vai Hải, phim bằng chính vô hình. Huy Kiều, Phan Hà Lan lúc nhỏ, phim bắt biến. Nhân Chi, Phan Hồng Ân, phim ảnh mạng. Gương mặt điện ảnh trong phim Nắng Ba Giây. Anh sẽ nhận giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh 2020 này ạ? Chắc là dạ.
để em sẽ duy trì trên sân khấu. Hơi thấp quá so với cái micro. Vậy thì cô sẽ cầm micro để con chia sẻ cảm nghĩ của con ngay lúc này với mọi người ha. Xin mời Ngân Chi. Con chào tất cả mọi người. Thì lần đầu tiên là con xin cảm ơn ban tổ chức hội đồng nghệ thuật đã chọn con. Cảm ơn các thầy cô, các cô chú đạo diễn, các cô chú diễn viên đã ủng hộ con, dạy dỗ con trong lúc quay phim. Con cảm ơn tất cả các vị khán giả đã ủng hộ con và theo dõi con trong các bộ phim con đã đóng. Bây giờ cảm xúc con thấy làm sao? Cầm chiếc cúp con thấy làm sao? Con thấy rất là vui và đây là lần thứ hai con được nhận cúp rồi. Wow! Lần đầu tiên là con được nhận giải cánh diều vàng và đây là lần thứ hai. Và thưa quý vị, chúng ta cho một đoàn thật lớn để chúc mừng cho gương mặt điện ảnh chuyển vòng diễn viên nhí Căng Di. Xin được chúc mừng con. Rồi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Hoàng và Á hậu Việt Nam Bùi Phương Nga. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp nối với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay với giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn ngay bây giờ. Tôi hôm nay rất là vinh dự và xin được cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến đây để trao giải cho một cái hạng mục đối với nam nữ diễn viên xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh. Xin trân trọng cảm ơn mọi người. Dạ, kính thưa quý vị, cho tôi được cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cái hạnh phúc mà được có mặt ở đây đêm nay. Và tôi hòa mình trong không khí ấm cúng này và cùng sung sướng với các em, những thế hệ trẻ đang vươn lên. Và tôi tin chắc rằng với những cái cố gắng này, những cái nhiệt tình này thì chắc chắn nền điện ảnh chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, tới giờ phút hồi hộp. Dạ, tôi xin được vinh danh diễn viên Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên chính xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh. Dạ. Chúng ta sẽ tiếp tục công bố luôn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ạ. Tôi cũng xin được vinh danh một nữ nghệ sĩ, một nữ diễn viên mà tôi rất là hâm mộ. Xin được vinh danh nữ diễn viên Linh Dương Lan Ngọc. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cùng với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Xin được chúc mừng hai diễn viên đã nhận được giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngôi Sao Xanh 2020. Kính mời ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương sẽ trao chiếc cúp Ngôi Sao Xanh cho nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Ngay bây giờ thì xin mời ai sẽ là người chia sẻ cảm nghĩ trước đây, Lan Ngọc hay anh Minh Tuấn ạ? Kiều Minh Tuấn xin nhường cho Lan Ngọc ạ. Cái giọng mình cũng giống luôn. Không khó, anh nhường em chứ. Chứ anh nói ngắn lắm, nói dở lắm. Thật ra thì lời nói đầu tiên thì xin cho phép Ngọc được gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Đã 2 năm rồi thì Ngọc cũng được đề cử trong cái giải thưởng Ngôi Sao Xanh và đây là lần đầu tiên Ngọc được cầm trên tay cái cúp danh giá này. Thật sự là rất cảm ơn hội đồng nghệ thuật cũng như là tất cả khán giả đã luôn yêu thương và dành cái giải thưởng cao quý này cho Ngọc. Đặc biệt hơn thì chắc có lẽ là cho Ngọc xin gửi lời cảm ơn đến anh Võ Nhân, anh Nam Sito và tất cả ekip, tất cả các diễn viên ở trong bộ phim này đã cùng hỗ trợ cho Ngọc để có được một vai diễn xuất sắc như ngày hôm nay. Cũng cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ cho Ngọc trong suốt con đường nghệ thuật này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Rồi, giờ tới lượt anh rồi đó. Dạ, Kiều Minh Tuấn xin kính chào quý quan khách
Dạ, con rung đó cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn quý quan khách cũng giống như là quý khán giả đang xem đài. Cho Tuấn nói luôn là Tuấn xin cảm ơn khán giả, cảm ơn ban giám khảo, những người tổ chức ra cuộc thi bình chọn ngôi sao xanh. Dạ. Dạ, cảm ơn ekip của Tuấn, cảm ơn khán giả, cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn fan của Tuấn, cảm ơn gia đình của Tuấn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được chúc mừng diễn viên Kim Minh Tuấn cùng với Ninh Dương Lan Ngọc một lần nữa, và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng tiếp theo.